yêu sao tiếng gáy chim cu, cây đa bến nước lời ru của bầm, vườn chim cu gáy miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì Hà Nội xin kính chào quý khách. Các bạn đang xem đồng chí Thao chia sẻ cái phân thực tế trong một bao bì như thế này. Số điện thoại để các bạn đặt hàng mua là 0335305982 và 0989177982. Một bao này là 20 cân các bạn nhé. Đây là phân hữu cơ được đóng bao quy cách. Đấy. Chúng tôi là phân phối toàn quốc. Cái loại này thì nó không chảy nước các bạn nhé. Đấy, khô. Mình có thể để ra đây một chút cho các bạn xem. Rất là khô đúng không? Đây là những cái thành phần không có đất, cam kết 100% là không có đất. Đấy. Phần hữu cơ hoàn toàn. Và đây là các bạn đang xem cái chuẩn bị, cái này là thành phẩm cuối cùng. Các bạn có thể đóng bao 10 cân, 15 cân nhưng mà quy cách bọn tôi đang dùng là 20 cân. Và đây là để các bạn, mình nhớ chuyển các bạn tận nơi, giao hàng tận nơi, giao hàng thì mới nhận tiền. Đây là quy trình chào. Đây là nghiền, ải, phơi, máy, rồi trộn, sàng, ủ men, men hữu cơ, men vi sinh. Đây các bạn nhé, rất là nhiều, rất là quy mô. Bên mình bán trên cái kênh chim cô gái hay, ngoài con chim đà điểu là phân hữu cơ. Đấy, các bạn yên tâm là mình là một đơn vị kinh doanh rất là chính thống tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Ok chưa? Đấy. Rất nhiều. Đấy. Đây là những thành phần chưa xử lý xong, chưa phải là thành phẩm cuối cùng. Còn đây là những bao bì. Đây là thành phần cũng đang xử lý. Đấy, khá là chất lượng cho những cái nhà vườn, những bạn muốn trồng những cái rau sạch. Đấy. Cái này thì quy trình như sau, là gồm các hộ chăn nuôi bò sữa, bao gồm ăn cỏ và ăn cám bò sữa, thì sẽ thải ra cái phân mà bên mình sẽ hợp độc thu gom hàng nghìn khối về đây, và bên mình sẽ đầu tư nhà xưởng, phơi, công nhân trộn, máy nghiền và men vi sinh, rồi đóng bao quy cách, chuyển cho các bạn từ số lượng ít đến số lượng nhiều, luôn luôn là mình sẽ chuyển cho các bạn. Xin chân thành cảm ơn một lần nữa, xin lại số điện thoại hotline 0335305982, 0989177982. Xin chào và hẹn gặp lại, chúc các bạn thành công trong cuộc sống. Chim cô gái hay xin chào các bạn. Các bạn đang biết đến kênh Chim cô gái hay là kênh về cây giống, con giống và nông nghiệp tại quê hương Ba Vì chúng tôi. Và đây là cơ sở chuyên thu gom phân của con bò sữa. Đấy. Và cơ sở chúng tôi đầu tư nhà xưởng như thế này để ải và dùng men vi sinh làm hai mục phân và ký kết hợp đồng với những trang trại, những nhà vườn, những khu trồng cây ăn quả lớn. Chúng tôi sẽ cung cấp phân chuồng để cho phân này là phân bò sữa để bón trồng cây hoa quả như cây bưởi hoặc là những cây ở khu đồi. Thì các bạn thấy là đó là một cái điều mà chúng tôi tự hào, chúng tôi mang lại giá trị cho nông nghiệp, giá trị cho cuộc sống các bạn ạ. Đây là các bạn có thể xem xét là những cái phân này là phân bò. Đấy, phân bò. Số điện thoại để các bạn có thể là giao lưu, tư vấn cũng như là đặt mua cái sản phẩm chúng tôi, bao gồm là những cái khối phân như thế này, đóng cả khối và cung cấp cho nhà vườn.
Ngoài ra thì chúng tôi có thể là dùng men và dùng máy trộn phân để đóng thành những cái bao bì từ 5 cân, 10 cân, 15 cân, 20 cân để chuyên phục vụ cho những bác ở khu vực thành phố là trồng hoa, trồng cây cảnh và trồng rau sạch tại những cái thùng xốp trên những cái hiên nhà. Và tại những khu vực thành phố chúng tôi có văn phòng đại diện tại khu vực Hà Nội. Và chúng tôi chỉ bán trong cái khu vực từ miền Trung đổ ra. Đó, các bạn ở khu vực miền Nam thì cũng có thể, nhưng có thể là chi phí nó sẽ cao hơn. Thì các bạn thấy là chúng tôi đầu tư như thế này là cũng không phải là không tốn kém. Các bạn thấy là cũng khá là chi phí để tạo ra một cái nhà xưởng như thế này. Sau khi chúng tôi thu gom những bãi phân bò, khu vực phân thải của các hộ chăn nuôi ở trên bao bì chúng tôi thì nó là một cái quỹ đất rất là rộng, có những cái đất có thể múc hàng trăm ha để trồng bò, trồng cỏ để nuôi bò. Thì các bạn biết là cái nguồn phân như thế này rất là quý. Đấy, chúng ta có thể là tạo ra những cái giá trị dinh dưỡng cho cây, cho đất và mang lại giá trị thực sự cho cuộc sống các bạn ạ. Đấy, đây là những cái xe mà chúng tôi chuyên chở và những cái hộ nông dân chúng tôi chở về đây và chúng tôi tập kết tại những cái bãi như này để chúng tôi ủ làm sao cho phân hoai mục và đủ ngày đủ tháng, khô xe bông tơi và có công nhân dùng những cái máy để tơi ra, để bừa ra, để khô lại. Đấy, các bạn thấy là rất là đấy. Thì cái trên cái kênh chim cu gáy hay của tôi thì cũng có chia sẻ những cái bao phân và những cái khối phân, đặc biệt là khách hàng chúng tôi hướng tới là những nhà đầu tư hoặc là những cái dự án mà nông nghiệp lớn, chúng tôi có thể hợp đồng để cung cấp cái lượng phân hàng năm. Bởi vì tại miền Bắc thì khu vực Mộc Châu và khu vực Ba Vì là khu vực lợi thế về con bò. Đấy, đặc biệt Ba Vì thì quỹ đất rất là nhiều. Mỗi nhà có thể nuôi đến 10, 15, 20 con bò, đồng nghĩa với cái lượng phân bò. Mà con bò ở đây thì chúng ta biết là nó ăn cỏ. Đấy, ăn cỏ thì nó tạo nên những cái chất xơ như thế này. Và ngoài ra thì nó ăn cám. Ăn cám cám bò ấy, cám sữa ấy, thì nó cũng rất là tốt các bạn nhé. Đấy, chúng tôi phải tập kết cái xưởng này ra giữa cánh đồng để không có cái sự ảnh hưởng đến người dân. Và chúng tôi đầu tư một cái hệ thống, cái dàn xe như này hàng chục cái là thu gom tại các hộ gia đình. Và chúng tôi tập kết đây đầu tư nhà xưởng cũng như công nhân để phơi, ải và dùng những máy móc nông nghiệp để chúng ta băm, chúng ta trộn những cái men vi sinh và những cái chất cần thiết để tạo lên một cái bao bì phân để tạo thành những cái khối phân rất là chất lượng đảm bảo để phục vụ cho nông nghiệp và bón cây trồng, cây hoa quả nông năm. Đấy, các bạn đâu đó các bạn có thể thấy được cái mô hình này cũng khá là phổ biến. Đấy, nhưng mà duy nhất là đến quê hương Ba Vì chúng tôi là các bạn có thể gặp duy nhất một cái xưởng mang tính chất là tự nhiên để chúng ta đặt mua. Mà tôi nói rõ là các bạn đây là cái hình ảnh thực tế nhá. Thực tế tôi đang thực hiện cái clip này là có bản quyền. Số điện thoại để các bạn tư vấn cũng như đặt hàng là 0335305982 và 0989177982. Gặp đồng chí Thao chim cu gáy, các bạn lên Ba Vì các bạn gặp đồng chí Thao cu gáy hoặc các bạn giao dịch, mình tên là Thao. Đấy, các bạn yên tâm là đây là một cái đơn vị kinh doanh về cây con giống và các sản phẩm nông nghiệp tại Ba Vì. Đấy, chủ đạo là con chim cu gáy và giống đà điểu, nhưng ngoài ra thì chúng tôi có những cái sản phẩm ví dụ như những con chuột lang và những cái phân bón như thế này các bạn nhé. Phân bón như này thì các bạn thấy là khá là tốt. Đấy, tôi có thể minh họa luôn đây, các bạn nhìn cho nó rõ 100% là không có trộn thêm đất hay là một cái gì cả. Đâu đó các bạn nhìn cho kỹ đi. Đấy, đây là những cái máy để chúng ta làm gia công, nghiền. Đấy, chúng ta nghiền và chúng ta trên cái nền này là chúng ta phải đổ bằng bê tông. Đấy, các bạn nên nhớ là đổ bằng bê tông.
Và đây là những cái máy để chúng ta cho vào, chúng ta nghiền. Các bạn nhìn đây, nghiền. Và đâu đó là các bạn thấy là chúng ta ủ hoai ra. Đấy. Và những cái khu vực để chúng ta trộn ủ. Đấy. Và công nhân Việt Nam ở dưới đây. Và trên cái hình ảnh video đấy thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một cái bao bì sản phẩm cuối cùng, và đặc biệt hướng tới khách hàng là ở xa, bởi vì cái này chúng tôi đã không có mùi và không có nước chảy. Và các bạn thấy là đây là cái sản phẩm cuối cùng, đây là cái sản phẩm cuối cùng các bạn nhé. Sản phẩm này thì các bạn nhìn đây là bao gồm là hữu cơ đất lành. Đấy. Thì các bạn thấy là một bao như thế này nó khoảng 20 cân. Đấy. Thì các bạn thấy là bao gồm có bao bì, có cơ sở sản xuất, số điện thoại. Đấy. Và có khâu bao quy cách các bạn nhé. Thì những cái bao như này thì các bạn đặt mua, nếu như các bạn có nhu cầu đặt mua 15 cân chúng tôi sẽ đóng, bao 10 cân chúng tôi sẽ đóng. Nhưng hiện giờ chúng tôi đang duy trì cái bao này nó phổ biến, tại vì nó cũng khá là nhỏ. Bao này nó là 20 cân các bạn ạ. Đấy. Thì các bạn thấy là những cái bao này thì chúng ta có thể bón, chúng ta trồng những cái rau thơm, rau để ăn hàng ngày gia đình. Một cái bao này các bạn mua có thể là mất 100.000 cộng với một chút cái thùng xốp hoặc cái khu hiên sạch ở tại các khu vực thành phố thì các bạn có thể đặt mua. Chúng tôi hứa là cái này rất là sạch sẽ các bạn ạ. Đấy, nó không có một cái mùi. Trong quá trình vận chuyển thì chúng ta hình dung nó như một bao cám cỏ. Đấy, nó như một bao cám cỏ, như là một cái thức ăn chăn nuôi. Thì các nhà xe họ sẽ nhận và họ sẽ chuyển đến cho các bạn. Và chúng tôi hứa là chúng tôi sẽ không để chảy nước ra nhà xe, cũng như là quá trình hôi thối hay là mùi ảnh hưởng trong cái vấn đề di chuyển giao thông. Và bán kính chúng tôi là có thể chuyển toàn quốc, ưu tiên các bạn từ miền Trung. Các bạn ở khu vực miền Nam tất nhiên là sẽ có những người ở trong miền Nam làm và cũng sẽ bán. Thế nhưng mà nếu như chuyển từ miền Bắc vào mà số lượng nhiều, chúng tôi cũng có xe vận chuyển. Chỉ có điều là ở càng xa nhau thì cái cước phí và cái chi phí nó càng lớn các bạn nhé. Thì đây là cái hình ảnh thực tế mà đồng chí Thao Chim Cu Gáy, số điện thoại là 033 5305982, chia sẻ để cho các bác biết là các bác mua tận gốc các bạn, không phải là mua qua người môi giới hay là gì cả. Bản thân mình là cổ phần vào đây và trên cùng anh em người nhà đầu tư vào mô hình tại cái quê hương Ba Vì chúng tôi, nơi mà có hàng vạn vạn con bò và nơi nơi có hàng nghìn nghìn HA để tạo ra một cái sản phẩm hữu cơ như thế này, hữu cơ. Đấy. Đấy. Và cái thương hiệu thì chúng ta cũng không ngoài xa thì các bạn có thể tìm hiểu trên cái kênh Chim Cu Gáy Hay để biết cái thông tin, số điện thoại, số tài khoản, nhà, số mã số thuế kinh doanh, địa chỉ. Đấy, đây là những cái phân bò mà chúng ta được tập kết ở đây các bạn ạ. Đấy, đấy đang khô đang ải. Thì quy trình như này chúng ta sẽ phải đảo, đóng, tơi rồi vận chuyển. Ở đây là những cái bãi phân mà chúng ta phải ủ. Đấy, các bạn nhìn đây. Khá là thực tế đúng không? Đấy, không có gì phải ngại cả. Đây là cái phân. Mặc dù nó là phân nhưng mà nó cũng không quá là mùi các bạn nhé. Đây này, run này. Đấy. Đấy, thì các bạn tưởng tượng những cái đống này không biết bao nhiêu xe công nông nó mới đập được, đổ bùn thành một cái đống như này các bạn ạ. Không biết bao nhiêu xe phân. Các bạn thấy là không biết bao nhiêu khối, không biết bao nhiêu cân. Và số lượng thì không là giới hạn, bởi vì bên mình đã ký kết hợp đồng với các hộ gia đình và bao thầu chọn gói với các lượng phân như vậy rồi các bạn nhé. Đấy. Các bạn yên tâm là như vậy. Các bạn yên tâm là các bạn đang kết nối một cái kênh nông nghiệp sạch, nông nghiệp giá trị thực sự. Và đồng chí Đào chia sẻ cũng như phát trên cái kênh Chim Cu Gáy Hay. Mặc dù bản thân mình cũng đang phát triển cái trang trại Chim Cu Gáy, có nhân công, có thương hiệu, có cái trang trại đà điểu. Và đến bây giờ năm nay 2019-20 đổ ra về sau, mình sẽ phát triển rất sâu về những cái cơ sở cũng như là cái thương hiệu về cái phân này các bạn nhé. Mình sẽ phát triển rất sâu và các bạn yên tâm là các bạn chỉ cần có thể là tôi cũng cần đến đại lý. Các bạn nào mà ở các vùng có thể là ấy thì chúng tôi cũng có thể là chuyển đến tận nơi cho các bạn, chuyển đến tận nơi cho các bạn để chúng tôi giữ được cái thị trường và cũng như là cung cấp cái giá trị thực sự, mang lại giá trị thực sự cho các bạn, để chúng tôi đưa cái nguồn phân hữu cơ này mang đến những cái ngọn rau sạch, mang đến những cái trái cây ngon
mang lại cho đời những cái dinh dưỡng thực sự mà chúng tôi tạo ra. Đấy. Đấy. Chúng tôi và các bạn sẽ tạo ra những cái giá trị nông nghiệp sạch. Đấy. Thực sự là những cái độc phân này đối với tôi nó rất là không có gì trở ngại về cái vấn đề mất vệ sinh hay là gì cả. Đấy. Chúng ta phải có những cái như thế này thì chúng ta mới có lại những cái giá trị dinh dưỡng thực sự, thực tế, không phải hóa chất, không phải gì cả. Đấy. Các bạn nhìn thấy thì các bạn yên tâm. Đấy. Các bạn thấy là chúng tôi quay khá là chi tiết. Đấy. Đây là những con bọ chiếu. Đấy, nó được sống. Đấy. Và những sau khi cho vào máy chạy, phơi, xe ra, ải ra, nghiền, trộn và xử lý. Đấy. Rồi men vi sinh, men xử lý. Tất cả những công thức quy trình chúng tôi đã có những cái ba rem rồi. Đấy. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ nghe điện thoại và chúng tôi sẽ chuyển cho các bạn theo khối như thế này, theo thỏa thuận như này, hoặc là các bạn chúng tôi sẽ đóng bao bì quy cách, chúng tôi chuyển cho các bạn trên toàn quốc và đặc biệt là các bạn ở khu vực miền Bắc. Đấy. Một lần nữa tôi xin để lại chị địa chỉ là thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, có một cơ sở chuyên thu gom phân bò để tạo ra một cái bao bì phân hữu cơ và phân mang lại nguồn cái phân bón cho cây trồng. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống và chúc các bạn là những cái fan hâm mộ lâu dài, trung thành và thân thiện với kênh Chim Cú Gáy Hay. Xin chào và hẹn gặp lại. Yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của bầm. Vườn chim cu gáy miền Bắc, Vũ Văn Thao tại Ba Vì, Hà Nội xin kính chào quý khách.